Anh thấy, anh thấy. Anh Thi hàng xóm của tôi ơi. Anh làm ơn, đúng rồi, anh tắt cái nhạc là đúng rồi đó. Trời, không có tiền bạc gì mà xuân xuân cái gì anh. Có tiền thì ngày thường nó cũng là ngày xuân. Không tiền thì ngày xuân nó cũng như ngày thường. Chán. Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Life no money, no sexy girl. Đến lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. When have money, billboard jealous. Đêm đêm ngao ngán thở dài. Night night so sad I cry. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Look up and ask the sky. Giờ tôi biết sống làm sao. How do you want me to live or die? Die, die. Trời, biết sao giờ đái nữa trời. Anh mướn nhà người ta thì anh phải biết điều. Anh nghĩ sao anh có nhu cầu thì anh vô toilet, vô restroom. Anh đứng ngay đây mà anh đòi đái. Cái gì vậy bà chủ nhà? Tôi đâu có nói đứng đây tôi đái hồi nào đâu. Anh trời. Vừa nói rõ ràng nè, tôi đái đây nè. Trời. Lớn tuổi bận tả giấy vô. Bà chủ nhà, trời ơi, tôi hát là to die, là đi chết đi đó, không có tiền đi chết. Bà qua Mỹ lâu rồi mà không có học ESL gì hết rồi. Suốt ngày có lo tiền tiền không. Bởi vậy tôi nói thiệt, tôi ở ngay Bô Sa, cái chỗ mà bao nhiêu người ta nói tiếng Việt. Tôi học tiếng Anh làm gì? Trời ơi. Cho dai mày đặt học tiếng Anh. Rồi sao chửi lộn tụi nó rồi. Nhờ tôi nói tiếng Việt thuần chủng, tôi chữ mà tôi mới góp được nè. Gom được mớ tiền nè. Qua đòi nợ anh à, trời, cái gì nợ gì? Nghèo mày đặt mua vé số nữa. Thì muốn... Trả tiền nhà tôi đi ông. Cái gì vậy trời? Cái gì mà ập 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 tôi trong mặt tôi vậy trời? Thì từ từ đi. Bây giờ cái tiền nhà thiếu có 500 đồng chứ. Nhưng mà bà chủ làm dữ vậy. Tôi có 100 rồi, chờ đi. Tôi kiếm bạn mượn thêm 400 nữa tôi trả luôn cho bà chủ nha. Còn cái chủ với số kệ bà tôi đi. Tôi mua hên xu vậy đó à. Trúng thì trời cho, trật thì trò chơi. Vậy thôi. Mà nó nghe, với số sao kỳ dễ sợ bà chủ. Sáu con số Super Loto tôi thấy nó dễ quá à, mà không biết sao tôi mua 10 năm nay nó chất quớt à. Tôi có giái, nếu mà tôi trúng tôi ăn chay một tháng. Mà tôi ăn trước cả năm trời rồi mà chưa trúng mà. Đó là ông khôn tổ bà người ta rồi. Ăn chay bây giờ nó mắc hơn ăn mặn à. Ông nghĩ sao không ông chay? Hả, ông trả tiền nhà cho tôi là Phật chứng ông rồi. Thôi, Phật trời ông chứng thì kệ tôi đi. Mà tôi nói thiệt, tôi buồn bà chủ lắm nha. Bà là bà chủ nhà, nhưng mà bà phải tôn trọng cái quyền tư ẩn riêng tư của tôi chứ, đúng không? Bà là gì? Đàn bà chưa có chồng. Tôi là trai tân mà. Tôi còn trinh khiết mà. Trong vắt như nước suối vậy. Bà biết rồi, tôi còn virgin. Mà bà muốn vô nhà tôi, cái bà phóng vô. Bà vô là bà phóng vô là làm sao? Trời, quyền riêng tư hả? Ừ. Quyền riêng tư cái cù lôi à? Tôi chủ nhà, tôi muốn vô giờ nào vô. Tôi muốn ra giờ nào ra. Khi nào người Mỹ đi rồi tôi quyền riêng tư. Trả tiền nhà tôi đi rồi tôi quyền riêng tư. Ê bà vô vậy rồi đủ bữa nào tôi không bận đồ rồi sao? Ông không bận đồ thì ông mắc cỡ chứ mắc gì tôi. Ông ra ngoài đường ông thấy mấy người nào cỡ chùa người ta mắc cỡ chứ. Mấy người mặc đồ đâu có ai mắc cỡ. Cái gì vậy? Bà nghĩ sao trời ơi, tôi đi bà qua rồi đủ nhiều cái bà thấy cái... Thấy hoài có gì đâu mắc cỡ. Bà chưa có chồng ai cho bà thấy hoài. Tôi thấy của ông đó. Trời. Bà lén lúc mà nhìn tôi tắm hả? Tôi không có lén à nha. Tôi dòm là tôi dòm công khai à. Bị tôi cho ông mướn nhà. Cái cửa kiến trong, ông không chịu mua tấm màn, ông kéo lại. Rồi mỗi lần tôi thấy mở nước, tôi xót của. Tôi coi coi tình hình ông tắm sao. Có nước ông mở nhiều hay mở ít. Trời ơi. Rồi tôi mới đi qua, tôi thấy cái vòi nước của ông là nó hư rồi đó. Cái gì vậy bà nói? Vài bữa tôi cho người qua thay lại cái vòi. Ông đang nghĩ cái gì trong đầu ông vậy? Ông đang nghĩ cái gì trong đầu ông? Là tôi đang nghĩ cái đó trong đầu tôi đó. Tại vì bà nghĩ như vậy đó. Chứ người khác nghĩ là bà thấy cái vòi nó chảy toàn liền. Không có chảy, cái vòi nó hư rồi. Rồi tôi mới thấy tiếc nước, tôi mới qua tôi coi à. Nha, coi bà có đồ quỷ đó, xuống con mắt cho được ít lợi gì. Thôi, bây giờ tôi nói nghe nè.
cái vụ tiền bạc thiếu bà 500 bà về đi. Rồi bữa khác rồi tôi qua tôi có tiền rồi tôi thanh toán luôn. Trời, cái tiền nhà đó là ngày mai ông trả cho tôi đi, ông yên tâm. Một đồng cũng không có sỏi với tôi đâu. Tôi ghi nhớ dữ lắm nha. Bây giờ cái tiền nợ ông trả tôi đi. Nợ gì nữa? Trời ơi, ông nợ tôi 5,000. Trời đánh ông quên hả ông? Cái tiền nợ gì 5,000 bà? Nửa đêm 3 giờ sáng tôi đang ngủ, tôi bận áo đầm có 1,5 dây à. Nó sắp đứt tôi chưa kịp mai, ông phóng vô nhà tôi đứt cái sợi dây đó luôn. Còn có 1 dây à. Tôi mới vịn bên nàng bên tôi nói chuyện ông, tôi nhớ hoài tôi không bao giờ tôi quên. Ông nói là ba ông chết bất đắc kỳ tử ở Việt Nam, nghe cho mượn 5,000 về làm đám ma. Cái tôi mới thấy ông là người đàn ông có hiếu, tôi mới cho ông mượn 5,000, thấy không? Để ông về Việt Nam ông làm ma chay cho ba ông. Rồi bên này nè, tôi còn tốt, tôi bỏ 100 đồng ra, tôi mới đăng báo tôi thành kính phân u cho gia đình ông. 3 tháng sau tôi không có thấy cái bóng ông đâu. Tôi mới gọi về Việt Nam, tôi không gặp ông, tôi mới gặp ba ông. Tôi giật bắn mình, tôi mới hỏi, bác ơi bác chưa chết hả bác? Ông tưởng tôi chù ổng, ông chửi tôi banh xác luôn, banh cái điện thoại luôn. Ông nghĩ coi, ông mượn của tôi 5,000 mà bây giờ cái gì vậy? Tôi trúng. Tôi nói cho biết, tôi chửi người ta 2 ngày ta chưa trúng mà tôi phà ông có chút xíu gió đâu ra mà ông trúng gió lẹ vậy. Ông ngồi dậy mau, nhấn nhân chung cho ông nè. Cái thứ quỷ ông, người ta bình thường là người ta tỉnh rồi, hô cho cố rồi đâu có nhớ tới nhân chung đâu, cho nên đâu có tỉnh được. Ê, vậy lấy cho tôi chai nước. Ông dậy ông trả tiền cho tôi, không được có xạo xạo. Lấy chai nước. À. Tôi trúng. Tôi trúng. Cái gì hoài vậy ba? Ông trúng gì ông nói lẹ tao biết được, tao đi cứu vậy trả nợ tôi nè. Trúng cái gì? Bà, lấy ở dưới cho tôi. Gì cứ ngắt hả? Chai dầu ở dưới đó. Dầu xanh hiệu con ó. Chị được bá bệnh. Đúng rồi. Sức dầu hả? Không, tôi bị mấy cái này phải cho tôi hửi dầu thơm tôi mới tỉnh. Nhà ông nghèo quá đâu có dầu thơm đâu hửi. Ê ông hửi tôi tạm đi, tôi thơm lắm. Nè hửi tôi đi. Thơm không? Trời sao mùi dầu gió xanh không vậy? Tại tôi thích chất dầu gió. Trời đất ơi, vậy bà nhào vô người tôi làm gì? Tôi trúng số gì? Nằm mơ giữa ban ngày hả ba? Không có. Tôi trúng thiệt. Tôi trúng số thiệt nè. Chị cầm đi, chị dò. Tôi đọc cho chị dò. 05 có 14 có 23 có 40 có 35 có số mè gà số 1. Gì vậy bà chủ? Bà chủ, dầu gió xanh hiệu ó cho tôi hửi miếng không ơi. Dầu gió xanh đây. Hửi bà chủ. Đưa cầm. Đưa đọc lại. 5 nó 14 yeah 23 40 35 yeah số mì ga là số 1. Tỉnh dậy anh ơi. Anh ơi, bây giờ mình trúng cái này là bao nhiêu anh? Cái này 100 hả anh? 100 triệu hả anh? Không, 120 triệu. 120 triệu? Trời ơi, 120 triệu đóng cho nhà nước 60 triệu, mình còn 60 triệu mình xài sao cho hết. Mà mình lấy từ từ thì mình còn 120 triệu, mình xài sao cho hết anh ơi. Tôi phải lấy cái giấy viết tên tôi xuống liền, để có ai lượm người ta không có lẫm được. Trời anh ơi, 120 triệu giờ làm sao xài hết anh ơi. Từ đó tới giờ tôi chỉ nghe con số, tôi chưa bao giờ tôi cầm được tờ giấy số chúng anh ơi. Ôi bà chủ, tôi chúng mà sao bà chủ rung quá vậy? Quýu hết trơn luôn, tôi bạn anh mà tôi quýu hết trơn anh ơi. Dùng quá anh ơi. 120 triệu bây giờ làm sao xài? Làm sao xài bây giờ anh? Nhiều quá. Rồi, làm sao mình xài? Bà chỉ tôi cách xài đi. Ông cho tôi 1 triệu đi, tôi xài cho ông coi. Bậy. Tự nhiên bà gài game rồi lấy của tôi 1 triệu. Anh ơi, anh lại đây tôi ngắm nhìn anh coi. Anh chỉ tôi cái thằng cha thầy bói nào hồi đó coi cho anh á. Tôi tới nhà đó tôi đập chết dạ. Cha nói cho anh là số mạc tới đời cháu luôn mà. Tại sao giờ anh trúng số?
Nhưng mà ông bà mình có câu. Câu gì? Đức năng thắng số. Bà biết tôi ăn ở có tâm lắm mà. Tôi hay làm từ thiện. Hãy xin là tôi cho, xin là tôi cho. Nhiều khi chưa xin tôi đã cho rồi. Bà thấy cái mặt tôi xấu xấu chứ kết cấu rất hiền hòa. Bà ơi, tôi hiền quá cho nên tôi phải gặp lành. Tôi cũng hiền quá mà sao tôi không có gặp lành vậy? Cái mặt bà chủ cũng hiền thiệt. Bởi vì bà mới gặp lành. Bà gặp lành là bà gặp tôi. Ừ đúng rồi, giờ tôi gặp ông rồi tôi làm rồi, tôi có phước rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ ông? Bà chủ ngồi xuống dưới đây đi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi nói bà chủ nghe nè. Hồi đó giờ đó. Chỉ có mình bà chủ tốt với tôi à. Cái lúc mà mình nghèo đó, người ta tốt mình mới quý đúng không? Đúng rồi. Người ta nói là cái miếng khi đói bằng một gói khi no. Đúng rồi. Bây giờ về tôi tính vậy, bà ngồi bà xa xa tôi đi. Nha. Tôi vui quá ông ơi. Đó, bây giờ tôi tính, bây giờ tôi lãnh tiền, bà chủ sẽ là người đầu tiên tôi thanh toán số nợ ha, được không? Nợ gì? Nợ đó, tôi thiếu tiền bà chủ đó. Tiền gì? Tiền 5,000. Ông thiếu tôi hồi nào? Tôi ông có bao giờ thiếu nợ tôi đâu. Cái gì vậy? Ông nói vậy tôi giận nha. Có nợ nần gì đâu. Đó là những lúc mình ngặt nghèo rồi tôi giúp đỡ ông. Ông có nợ tôi hồi nào đâu mà ông nói ông nợ tôi. Bay. Tôi giận. Không. Tôi có nợ bà chủ 5,000 mà. Không. Anh không có nợ tôi. Cái đó là tiền bạn bè. Tôi giúp đỡ anh. Anh nói vậy tôi buồn tôi giận. Trời ơi. Tôi có bao giờ cho anh nợ đâu anh. Trời. Không có. Có. Không mà. Rồi bà chủ làm tôi xúc động. Tôi muốn xúc quần luôn vậy. Bà khóc lên kia kìa. Trời ơi. Bà chủ tốt quá. Cái gì vậy? Nè, giấy nợ tôi có thiếp bà chủ nè. Đó, Trần Hùng nợ 5,000. Trời ơi, giấy chỉ là một con số ghi nợ thôi mà. Có gì đâu, dễ quá mà anh. Tại sao anh làm những cái điều mà nó khó khăn chứ vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nó ngon như ăn bánh tráng trộn. Bà chủ, bà đúng luôn rồi. Tôi giận anh quá à. Hỏi cần nước. Bây giờ cái gì trên người anh tôi cũng nuốt được. Nó tờ giấy. Anh nghĩ sao vậy? Tôi với anh là bạn mà anh nói một câu đau lòng quá vậy. Anh đừng bao giờ anh nghĩ vậy. Anh không có nợ nần gì tôi hết trơn á. Trời ơi bà chủ nhà ơi. Này nhà rộng mà. Tôi ở có mình. Tôi đẹp nữa. Tôi sợ người ta vô làm chuyện ác với tôi. Anh ở với tôi mừng hết tức. Bắt đầu từ ngày mai mỗi một tháng tôi đưa anh 500. Anh nghĩ sao mà anh có chuyện mướn nhà tôi. Anh làm tôi giận. Tôi giận bản thân. Trời ơi bà chủ. Tại sao anh kêu tôi bà chủ? Tôi là bạn anh mà. Anh kêu tên tôi đi. Tôi kêu bà bằng gì? Anh kêu tên tôi, đừng kêu tôi bà chủ. Tôi không thích vậy. Bà tên gì? Tôi tên Tuyết. Cái gì Tuyết? Minh Tuyết đó Kiều. Hả? Tôi tên Trần Hùng, chứ tôi phải tên Kiều đâu. Quên cả, tôi mê hai người đó tôi quên. Trời ơi. Mình là bạn. Bạn với nhau. Kêu Tuyết được rồi. Đừng có làm vậy tôi buồn nha. Thôi rồi rồi. Tuyết ơi, nghe nè. Sao? Bây giờ cái vụ mà tôi trúng số đó. Chỉ có một mình Tuyết biết thôi. Biết không mình Tuyết biết. Bây giờ Tuyết phải giữ bí mật cho tôi nha, đừng có cho ai biết hết. Nha, chứ mình giờ mình biết. Ý đâu có được. Hả? Cái chuyện này không được nha. Tại sao? Mình có tiền mình phải khoe chứ. Có tiền mà không cho khoe sao nó đã. Có nhiều thằng nó không có tiền mà nó còn nổ banh xác kìa. Tôi biết mà. Bà chủ ơi. Hả? Mấy cái người mà người ta có tiền ít á, người ta mới thích nổ. Chứ mấy người ta có tiền của nhiều quá, người ta nổ làm gì bà chủ? Đúng không? Đúng bà rồi. Chủ biết Chính Chu không? Chính Chu. Chính Chu chồng Hà Phương á, cộng đồng người Việt biết dữ lắm già. Đó. Người ta tiền tỷ tỷ, có đời nào người ta khoe đâu. Tôi bây giờ tôi cũng có tiền có của, tôi cũng ngang cỡ với Chính Chu. Cỡ tôi chắc ta gọi Chính Hồ quá. Được không? Anh giàu mà, bây giờ kêu anh bằng cái gì cũng được hết trơn á trời. Hùng Chính Hô. Bà chủ ơi. Dạ. Tôi nói bà chủ nghe cái này. Ông bà mình có cái câu nhà nghèo thì phải giữ đầu, nhà giàu mình phải giữ của, đúng không? Bây giờ tôi có tiền có của rồi, người ta sẽ rình rập, người ta sẽ tấn công tôi, người ta sẽ cướp bóc giật dọc tôi, đúng không? Đúng. Không được rồi. Rồi các siêu mẫu, siêu hậu, siêu sao, các em trẻ đẹp chân dài sẽ nhào nhào vô lấy tôi. Đừng có lấy mấy con đó. Mấy con đó nó phá của lắm. Mấy con cỡ em giữ giữ lắm. Lấy em đem giữ của. Không được. Không được. Tôi phải mưu đi chỗ khác thôi. Đừng có mưu. Anh mưu đâu, anh cho tôi mưu theo. Bà mưu theo làm gì? Anh coi tôi giống như là một cái người giống như chó giữ nhà vậy đó. Hiểu không? Bây giờ mà ai vô nhà vô lấy tiền của anh là tôi cắn nó liền, tôi sủa liền. Anh biết cái thức sức sủa của tôi mà. Hiểu không? Anh phải tin tôi. 12 tuổi mới học lớp 6 thôi là tôi cho mượn tiền góp trong trường rồi.
Tới năm học cấp 3 là tôi chủ dạy hội lớn nhất ở trong trường. Tôi giật hội bà cô chủ nhiệm tôi mới bị đuổi học đó. Trời ơi. Trời, bà chủ ghê quá vậy. Chứ nếu mà nhà trường không đuổi tôi là tôi học tới CEO rồi. Thiệt, cho tôi theo đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi là CEO của anh. Không. Cái gì vậy? Tôi đâu biết cái gì đâu. Tôi tới để kiếm Trần Hồn. Kiếm Trần Hồn làm gì? Hả? Làm gì vô nhà tôi đi ngang ngược vậy? Tại sao tôi chủ cả tôi CEO đây ít nhất phải chào tôi tiếng chứ. Chị Thuyết ơi, chị Thuyết. Cái gì ạ? Cái đó là chủ nợ của tôi đó. Xã hội đen. Nó đó, mặc đồ đen, đeo kiến đen là xã hội đen. À, có quá vậy. Rồi thấy đường đi không? Và mai qua làm gì rần rần à? Đòi nợ. Ai nợ gì ông? 7 tháng trước, Trần Hùng có gọi điện thoại cho tôi. Ông nói ba của ông ở Việt Nam chết bất đắc kỳ tử. Tôi thấy ông là người con có hiếu, nên tôi mới cho ông mượn tiền với lãi suất rất là thấp. Nhiều? Một tuần lấy 1,000. Trời đất ơi, cắt cổ ông ta hả cha? 3 tháng sau, tôi gọi về Việt Nam, tôi kiếm ông. Tôi không gặp ông, mà tôi gặp ba của ông. Tôi mới hỏi bác chưa chết hả bác? Trời ơi, ổng chửi tôi banh xác. Hết cái cục pin điện thoại, ổng mới chịu ngưng đó. Gì vậy ông nội? Thì nợ 5,000 thôi. Cái gì đâu mà dữ vậy? Tôi xin lỗi ông mà bây giờ 50,000, 5 triệu cũng là chuyện nhỏ. Phải ông, anh Hùng, CEO nói đúng phải không? CEO à, anh muốn CEO khủng khiếp không? Nè tôi báo cho anh biết 5,000 đồng bạc thôi. Đừng có làm cái giọng điệu đó nha. Làm cái giọng điệu cho người ta sợ. Thì trả đi. Đây nè, 5,000 nè nha. Nha. Xã hội đen ra đường bận đồ đen đeo mắt kiến đen. Cầm 5,000 này về. Mua thêm cái gậy đi chứ không thôi té loài con bắt. Tiền nè. Làm hết hồn. Tiền lời đâu? Cái gì? Tiền lời. Để CEO lo. Tiền lời 5,000 nữa luôn. Cho mày luôn, nghe chưa? Tháng 7 cúng cũng vậy à. Nè. Nhìn gì giấy nợ đâu? À, giấy nợ. Thấy tôi hay không? Thấy tôi CEO khủng chứ không? Hay. 12 tuổi rồi làm vậy. 5,000 đây. Giấy nợ thôi mà. Có gì đâu, tờ giấy ghi chữ mà làm rần rần nè. Tôi báo cho ông biết nha. Mấy ông muốn gì hả? Mấy ông phải nói với tôi. Đừng có cái kiểu đó, ba cái tờ giấy này đâu có gì đâu. Hả? Chuyện nhỏ. Tại lộ làm gì? Ông bây giờ không có cửa đâu. Tạ cửa nào cũng cất. Đừng có dù quến tôi. Tôi có chỗ rồi. Trời ơi. Biết đi đòi nợ dễ như vậy. Chị ba đâu có gồng nãy giờ chị cho nó mệt nè. Thôi, lần sau mấy đứa có thiếu tiền muốn vay lãi thấp, nhớ gọi cho chị ba nha. Nha. Ừ. Thôi, chị ba về nha mấy đứa. Thôi, chị ba về nha. Chị ba, sách vở về chị ba. Trời ơi, chút xíu nào quên. Trời ơi, trời ơi. Về nha. Dạ. Cái dáng Lý Đức mà bà bước đi Lý Nhã Kỳ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Gì vậy? Bà chủ giống như là người mẹ tái sinh của tôi vậy. Bà chủ tốt quá. Nuốt rồi hả? Trời ơi, lấy nước. Thôi, bây giờ cái gì trong cuộc đời của anh là tôi lo hết Hùng à. Hùng đừng có nói như vậy. Nghe không? Tôi thấy cái thằng quỷ nó vô rồi. Tôi mới thấy Hùng tội quá. Con người ta cái ăn cái mặt mà ông nhìn nó tướng không kìa. Hùng ơi, để Tuyết lo cho Hùng. Hôm qua Tuyết có xiết nợ được 2 con bào ngư. Tuyết không có ăn. Tuyết hung nó không hả? Bây giờ Tuyết về Tuyết ngâm, Tuyết cắt chiếc xào mì cho Hùng ăn nha. Còn chuyện nữa. Chuyện gì? Tuyết chửi người ta, Tuyết cho dai á, Tuyết đòi nợ, Tuyết chửi. Tuyết phải chân yến để ăn nó dưỡng họng.
Tiếc đem qua cho Hùng ăn nha, để dưỡng da. Tôi biết cái mỏ của Hùng tối ngủ là chảy yến dữ lắm, tại đâu có khép lại được đâu. Kỳ quá. Biết mà, dưỡng yến luôn. Ừ, thấy cưng quá, sao mặc bộ đồ vậy? Hả? Chạy sao bộ đồ xúc phạm tôi vậy Hùng? Không có được mặc như vậy. Chứ sao? Từ nay cho đi Hùng đi bên cạnh Tuyết. Hùng có không có ăn mặc như vậy. Bây giờ đây nè, cầm 5.000 liền. Cầm 5.000, cầm đi. Hùng cầm cho Tuyết vui. Đi ra mua bộ đồ đẹp hơn cái thằng đòi nợ hồi nãy. Nghe không? Mặc bộ đồ hiệu hơn bộ đồ của nó. Đi ngang qua nhà nó phun bãi nước miếng vô nhà nó, nghe không? Nhớ phun xong rồi chạy, đừng có phun xong rồi đứng. Nó ra nó quánh rồi đi cấp cứu, tướng nó bự lắm. Nha. Đi đi. Ở nhà rồi tôi nấu bào ngư cho ăn. Trứng yến cho uống, mua đồ mặc cho đẹp. Để đó tôi lo, CEO lo cho. Đi đi. Bà điên rồi hả? Hả? Bà vô nhà người ta, bà thấy người ta ngồi như Phật bà Quan Âm, bà cũng biết thắp ba cây nhang nữa hả? Bà xà ngang, bà đó mặt bà con gái không có duyên dáng gì trơn. Bà giao bà kiếm ai bà phà vô mặt tôi dữ vậy? Hả? Tôi không có kiếm bà. Kiếm ai? Tôi đi kiếm thằng cha Hùng. Nè tôi báo cho bà biết nha, anh Hùng, nghe. Thằng nào là thằng cha Hùng? Bà mắc gì bà vô đây bà làm gì bà la lớn? Cái thằng cha Hùng mà mướn nhà của bà đây này, xe phòng đây này. Mướn ở nào? Ê, thằng cha Hùng. Mướn nhà nào? Thì đây. Tôi mời anh ở chung. Hả? Mướn rồi nào? Tôi khẳng định với chị, ngày mai chị ra đường chị nói nghe, anh Hùng là tôi mời anh ở chung nhà cho nó vui. Ừ, thì sẵn đây chị mời ông ở nhà chung. Rồi tôi kể cho chị nghe là ông đang mắc nợ tiền của tôi. Nợ nhiêu mà dữ vậy? 5.000 đô la. Cha này chỉ mượn, làm như mượn đồng phục cho ta. Rồi sao? Ê, tôi kể bà nghe. Cách đây mấy tháng, nửa đêm nửa hôm tôi đang ngủ, chả gọi điện thoại cho tôi giật bắn mình dậy. Chả nói là cha ông bị mất đột ngột. Thế là tôi mới nghe, tôi nghe vậy cái ông phóng qua nhà tôi. Ông năn nỉ tôi, ông bảo là hả, cho ông vay 5.000 để ông về ông lo tang chay cho ba ông. Thế tôi thấy ông này hóa ra là người con có hiếu. Thế tôi mới lén lút chồng tôi lấy 5.000 cho ông mượn. Thế là ông mượn mà 3 tháng sau tôi thấy chả có trả lời trả vốn thì tôi mới điện thoại tôi tìm ông. Tôi điện thoại lại không gặp ông, lại gặp ngay ba ông. Tôi mới hỏi, ô bác ơi, thế chẳng hay bác chưa chết à? Thế tôi vừa nói xong câu đấy, mẹ ông già ông mắng tôi xa xả, mẹ banh luôn cái điện thoại luôn. Nên là hóa ra ông lừa tôi, ông già ông đâu chết. Đấy, bây giờ trốn nợ tôi, qua tới Mỹ rồi lại không thèm gặp tôi. Cái tiệm của tôi là 7-Eleven, ông không dám bén mảng. Ông lại đi qua bên đối diện đường ấy, ông vào cái tiệm 99 sen ông mua đồ, thấy mới kinh không? Chuyện thường thôi, bạn ở người ta, người ta không mua đồ của bà. Anh Hùng bây giờ ảnh có thể mở cả một cái tiệm 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 10 đồng, 100 đồng nha. 5.000 đối với ảnh bây giờ không có là vấn đề gì hết trơn á. Đã có CEO ảnh lo cho ảnh rồi. Trời ơi, 5.000 còn không có tiền trả, còn bị đặt mở 7-Eleven 1 đồng, 2 đồng. Ôi, đâu tiền đâu ra mà trả. Tôi nói cho bà biết nha, chồng tôi ấy nói với tôi ấy, nếu mà ngày hôm nay là Tết nhất đến rồi mà ông Hùng không trả nợ cho tôi ấy, cái luật người Việt Nam là Tết không có mắc nợ nhau đúng không? Không. Người Việt Nam là không có mắc nợ qua năm. Đúng rồi. Thế là chồng tôi về là bóp cổ tôi chết vì không có lấy được nợ đấy. Bà có cái ngày mai tôi đem qua cho ổng 10.000, tôi kêu bóp cổ bà chết cho rồi đi. Nha. Bà ồn quá. Có 5.000 thôi mà. Thì bà nói tôi một tiếng, bà qua bà kêu anh Hùng bà chửi xa xả à. Nè, bây giờ bà cầm 5.000 này về, thấy không? Bà tới thẳng vô mặt chồng bà đập vô mặt chồng bà vậy nè. Đó, nghe tiếng đập chưa? 5.000 nè. Trời đất ơi, làm gì mà rần rần à. Hóa ra bà trả nợ tiền cho tôi hả? Tôi cảm ơn bà nhé. Đây còn luôn tờ giấy nợ này. Giấy nợ thôi mà. Tờ giấy ghi con số thôi mà. Mấy người sao rần rần quá. Lần sau anh Hùng có thiếu tiền nhiêu, cứ đem giấy nợ qua đây cho tôi. Một tờ giấy nhỏ quá mà sao mấy người cứ làm rộn ràng. Giấy thì để làm gì? Giấy nợ là để xé. Ha, xé xong làm gì? Tiêu hủy. Hả? Nó bình thường à, trời ơi,
thằng cha chồng tôi á, chả thấy tôi lén lút tôi cho ông Hùng mượn tiền là chả đã bảo tôi bị thần kinh rồi. Hôm nay tôi qua tôi gặp bà còn trả nợ cho ông mà bà còn nhai luôn tờ giấy nợ. Tôi nói chắc chắn một điều là bà bị điên chắc. Con mẹ này bị điên rồi. Đi trả nợ. Này, tôi sẵn đây tôi kể cho bà nghe. Bà tốt tính quá. Mà ông Hùng ấy thì thằng cha đấy chả thất đức lắm. Tôi không chị... có nghe. Phải nghe đi. Đây đây không mẹ phải. Mẹ lì dễ sợ, kể chuyện bất chấp dễ sợ luôn nha. Tôi nhiều chuyện. Tao không nghe mà bắt tao nghe. Thì chị không nghe thì thôi, chị cứ ngồi đấy đi, em qua đây em kể chị nghe. Đấy thằng cha Hùng đấy là trái trả chơi super lô tô 6 số. Chơi mà nuôi mãi 10 năm nó có trúng đâu. Mà tôi bảo đổi số cho nó may, ổng lại không cứ ổng không đổi. Thế ổng nuôi đúng 10 năm không trúng. Một ngày kia ổng đi về Việt Nam một tháng chơi, ổng lại không dặn tôi mua mà tôi cũng quên không mua vé số cho ổng. Thế đùng một phát nó lại là đúng 6 số y chang như của cha hay đặt mua. Thế là người ta lại trúng 120 triệu mà ổng không trúng. Ông nghe cái tin đó, ông lật đật, ông bay từ Việt Nam về Mỹ. Ông đứng, ông nhìn con số, ông nhìn kết quả. Ông khóc, ông giãy đành đạch như cái thằng điên. Anh ở thất đức quá, rồi đâu có trúng số. Cái gì vậy chị? Bà mới nói gì? Thì ổng không có trúng số mà là ổng trúng gió. Thì đấy, người ta là người ta trúng số, nhưng mà ổng cũng trúng số mà bị cái ổng trúng khác ngày. Trời ơi, mỗi lần mà tôi kể cái chuyện này cho ai, tôi kín tiếng lắm mà tôi kể cái là người ta cứ lăn quay người ta cười. Chị đừng có cười. Chị rảnh không? Rảnh. Chị làm ơn chị ráp lại tờ giấy nợ giùm tôi cái chị. Trời ơi, kinh này chị ơi. Nhai nát rồi sao mà ráp được. Mà công nhận nữa nha, tôi cứ kể cái chuyện này ra, ai người ta cũng lăn quay ra, người ta mắc cười mà người ta ngất luôn. Ủa chị, sao em kể chuyện hay thế mà chị lăn quay ra chị ngủ rồi chị? Chị ơi, chị ơi, ê này, đàn bà người ta ngủ ấy là cái ta ngủ dáng đẹp, chị ngủ cái gì mà banh càng ra kinh quá. Chắc là ăn giấy nợ no rồi ách tắc nên ngủ. Trời đất ơi, Tuyết của lòng tôi. Trời ơi, sao Tuyết mới nằm sóng xoài giống như Bạch Tuyết ngủ trong rừng vậy nè. Chị qua. Ủa, chị qua đây làm gì vậy? Sao chị không có buôn bán vậy? Chị qua đây làm gì? Chị qua. Tôi qua đây tôi đòi nợ của ông đây. Trời ơi, bà Tuyết bà ngủ bà hay giật mình lắm. Cái vụ 5 ngàn đó vậy. Nói chị ơi, bây giờ chị về bà anh đi. Tôi từ lo cho chị. Hai tôi đi làm thì kiếm tiền sẽ lo cho chị. Anh đi. Còn chị muốn gì tôi cũng chịu chị á. Được không? Bây giờ đi. Đã, đừng có nói tiếng gì. Thôi, nói đây đây. Thôi. Nít. Nói chả nghe cái gì mà nói tới đâu cứ mưa văng tới mặt tôi đấy. Kiếp người đâu mà cái răng nó hô mẹ. Nói chuyện ke nó bay đầy mặt lên. Mẹ văng cứ như xì keo ấy. Chị qua. Đây này, bây giờ, đây, bây giờ, đây, anh bình tĩnh, tôi nói cho anh nghe. Để một cái chuyện lên đi này, rất là động trời. Tôi qua tôi vừa kể cho con mẹ Tuyết nó nghe. Thế là con mẹ Tuyết nó quyết định, nó trả cho ông 5.000 rồi. Nó còn ăn nuốt luôn tờ giấy nợ, nó lăn đùng ra, nó ngủ luôn kìa. Bà Tuyết trả cho tôi 5.000. Đúng rồi, bà Tuyết trả luôn. Nuốt luôn tờ giấy nợ nữa rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, giấy mà bà làm như gỏi, sao bà cứ nhai nuốt hoài vậy trời? Thì đấy. Bà Tuyết bà, trời ơi, chắc ăn no quá, chắc nằm phát ách đây, lăn đùng ra ngủ. Bởi vậy, bà tốt quá. Ừ. Tao thấy bà trả nợ cho tôi vui trong lòng quá, sẵn tôi mới dịp tôi kể cho bà nghe cái câu chuyện mà, cái vụ mà ông nuôi super lô tô 6 số mà nuôi 10 năm không có trúng. Đó là cái vụ mà ông sau cái 10 năm ông mua mà không trúng, ông đi về Việt Nam nó lại ra đấy, hóa ra là ông bị trúng số hụt đấy. Mà tôi không hiểu sao tôi kể xong, ủa sao tôi kể đâu mà ông mặt ông đơ như cây cơ vậy? Bà nói với bà là tôi trúng số hụt hả? Ừ, thì tôi kể cái vụ ông trúng số hụt cho bà nghe đây. Trời đất ơi, bà rảnh quá. Ừ. Bao nhiêu người chết sao bà không chết đi? Trời đất ơi. Tại sao bà nói cái chuyện tôi trúng số hụt là chuyện của tôi mà, đâu có liên quan gì tới bà? Tại bà kể bà là kể làm gì? Thì có làm sao, tôi kể nghe vậy, người thật việc thật mà.
bà hại tôi rồi. Trời ơi, bà mà biết tôi trúng số hột, bà đâu có cung phụng cho tôi nữa. Trời ơi. Cái gì? Hóa ra là từ nào giờ là ông gạt bà cái vụ trúng số hột đấy, là cái vụ trúng số này để bà phục tùng ông đấy hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Ông sống ác nhân thất đức quá, như vậy là không có được rồi. Kiểu này là không được rồi. Ông vừa lừa cái vụ ba ông, xong bây giờ ông lừa luôn cái vụ bà này. Ông có cách nào ông cứu bà đi chứ không được. Nè, tôi đến chính nha. Tôi đến chính, tôi không hề lừa nha. Cái này là bà hoàn toàn bà dâng hiến, tôi không hề đòi hỏi gì hết nha. Thôi thôi, cái vụ dâng hiến thì tôi không biết, chứ mà bây giờ bà ngất cái kiểu này là ông. À tôi biết rồi. Cái kiểu này là bà Tuyết này này, bà là không bao giờ mà mê trai nhá. Bà chỉ mê tiền thôi. Ông tính cái kiểu mà bắt con tép ông bỏ con tôm đúng không? Tôi có. Tôi nghĩ là bà định thả con tôm, bà bắt con lobster đó chứ. Không. Ông bỏ con lobster, ông bắt con king crab. Không. Tôi nghĩ là bà bỏ con king crab sẽ bắt con còng gió. Hả? Con còng gió là ông đấy, đúng rồi. Không. Bây giờ cứu bà đi. Bây giờ phải cứu bà đi. Phải cứu bà. Phương pháp cổ truyền, bà thích dầu gió xanh, hiểu con ó. Đâu? Dầu gió đâu? Đâu dầu gió? Đây, dầu gió đây. Hủy liền Tuyết ơi. Trời dầu gió xanh hiệu con ó chữa bá bệnh Tuyết ơi. Đây tỉnh rồi, đây ba tỉnh rồi, ba tỉnh rồi. Tôi muốn chọn option 2. Là cái gì? Là option gì? Nếu không trả cho tôi 25,000 chở thẳng tôi ra nhà hoàng đi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi chết cho mấy người coi. Ê. À, Tuyết ơi. Trời ơi, chết rồi. Đấy chưa, tôi nói bà này bà mê tiền lắm. Ông có cách nào ông trả tiền cho bà đi, chứ không bà chết kiểu này là đột tử là chết. Trời, Tuyết ơi, Tuyết. Bình tĩnh lại đi Tuyết. Tỉnh đi Tuyết. Tôi hứa với Tuyết, bây giờ Tuyết mà tỉnh dậy, mùng 1 Tết tôi sẽ quỳ xuống tôi cầu hôn Tuyết. Tôi sẽ lo cho Tuyết suốt cuộc đời này, làm có ăn người ở gì cũng được. Tôi trả Tuyết 25,000 nha Tuyết. Cái dậy gì? Đi Tuyết. Cái gì? Cái cù lôi á. Trời, ông nghĩ sao mà ông bán tới 25,000? Ông bán mắc vậy? Hả? Từ đó tới giờ tôi cúc cung, tận tụy, chắc chiêu từ đồng, từ cắt. Trời ơi, chị Hoa ơi, chị thấy không? Bây giờ 25,000 đâu phải ít đâu chị Hoa ơi. Người ta bán người ta cho bà có 25,000, bà mua đi cũng được mà bà. Trời ơi, tôi chết cho ông coi. Tôi đập đầu tôi chết cho ông coi. Trời ơi. Bà cũng lựa chỗ bà đập quá ta. Trời ơi, ông nghĩ sao? Trời ơi, ông nghĩ sao? Ông trúng giấy số giả mà ông lừa gạt tôi. Tôi định giỡn chơi chút xíu, ai ngờ đâu tôi tốn thiệt. Giỡn chơi cái gì? 25,000 đâu phải ít. 25,000 giờ tôi mua một chồng à trời. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ vào mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình, và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa.
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng câu bà lớn đây. Bà không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mà đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành nợn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. À, không có. Tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã Hồ Đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà nghe chưa? Ê, còn nhà con, còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nào không? Quan tài có trong không? Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hồn, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con à. Đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? À, trốn rồi. Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng Bất Thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hôn. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi cổng nổi mới lụt chấm mới tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nữa mày. Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp mày. Khoan. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca tao bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ. Lúc mượn 10 cây. Ừ. Tiền lời cắt cổ là. Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ mày. Ở đại ca. Dạ Sóc Quýt đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái thì phải. Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ.
sau rồi đó là quay trở lại nó xử mày. Ok đi mày. Cái tiêu huynh cái trời ơi bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi. Nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp. Con bức xúc con cũng chảy ra. Sao tổng đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi. Chỗ đâu ba dung thân đây? Đau quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ sao ba còn đặt tên Tài? Bà con hàng xóm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu Quang Tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc à? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quang là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quang Tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy Quang Tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Bà chưa có nghe cái câu chưa thấy Quang Tài chưa đổ lệ mà. Quang ơi anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ tư chủ nhà. Tới đầu nợ tao trốn nữa. Trời ơi buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi. Cô Tư tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề được phải không? Tao nói thiệt nha, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Tao thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở trọng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi hiểu lầm tôi sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm. Nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy. Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây. Trả tiền ngay. Không có, đừng nghe đó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng rồi, tiền nhà mà chị làm gì la lối ôm sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời mà tôi nói chị nghe, tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn mà anh lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan có con nào chỉ tôi đánh hôm rạy thua quá anh Quang. Trời ơi tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Tại tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe. Là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ. Thắng cho anh đặt tôi không biết nữa. Từ bởi vậy? Tại cô Tư nói con nghe nghe. Là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị con thấy gì đó. Con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng Tài đã nhắc tôi mới nhớ nha cái chuyện tiền. À mà thôi cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con sao vậy con?
Cái cú này con biết rồi. Tự tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh đây làm chi đó. Tôi nói như vậy nè. Tôi nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh. Nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi. Rồi cái đói xỉu quá. Nghe không nổi nên tôi đem xôi gà quá thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tôi nói chuyện đó là như vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới giờ chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải giờ chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi. Bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có. Mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà. Đời nào tôi bố thí cho ai. Ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi. Nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Trời ơi. Đừng có ăn. Ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ. Con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè. Ông bạn tôi đó anh. Vậy là đúng số rồi nghe. Bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nên anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận. Tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe. Có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết. Một tháng xe tháng cái rụp chết. Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh. Cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ra phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe. Để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi. Hả? Không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Nói tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại ba. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè, xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Con muốn lấy vợ phải không? Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn gì? Xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì? Tôi nói thiệt cái chuyện nha. Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học đúng. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng, trời, là xương sa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương sa học lũ chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè nè, nói có sách tắt cái trứng nè, để coi gì. Để coi nè, nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó có mắt kiến không thấy gì hết trơn á. Đưa con đọc cho tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi rồi nợ 6 rau với 1 tháng coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu, mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng sao cô chưa ghi hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao anh Quang? Tôi tính sơ sơ thôi nghe. Anh ôm số nợ chừng 300 triệu, anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh có
vô anh nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi ba, con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Rồi ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt ngang quyết định vậy nha. À. Alo, mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi. Đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mộ. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây, nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi, anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một à. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời, con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời, tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con ơi, là con đi Mỹ mà không thích ha. Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với cô. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Cái đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt không quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi trời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi trời, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt
chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha, đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Ừ, chồng hả? Ừ, chồng hả? Sao cô nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ. Con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó. Dạ. Việt Kiều đó. Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Hèn gì dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Quánh đến con à? Ôi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Nói thiệt, chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ à, chạy đi ờ à, tài qua từ nói nghe nào, qua từ nói nghe anh Quang. Anh Quang nhìn đi anh Quang, từ hồi nhỏ tới lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tao nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe, à, nên, bởi vì tao nói ở đời nghe có 4 cái ngu, là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm chầu, mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi, kể kiểu nào thì tùy ý em, it's up to you. Chị đi về nghe, để cho hai trẻ nó tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa thì sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Nó xa đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi, Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. À. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Bà biết, bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Cái gì? Chào. Gì con, gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay, con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì nó xỉu liền dạ. À. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ, bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20 kg lô sâm, con kham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư à. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa?
Khoan khoan, đợi đợi gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính suối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, lại đây. Cái gì vợ mà làm dữ? Ôi trời ơi anh này, anh sao khéo lơ, thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi. Cho... thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Cái thằng này thiệt tình. Quán đâu? Quán có nào? Thằng nào đó bay? Quán Tài đâu đây? Quán Tài bây giờ không còn là Quán Tài hồi sáng nữa đâu. Hey. Có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Chắc đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu. Hey. Đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát ấy, thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ thưa gì quýt. Hạnh giới thiệu với mày, tao Việt Kiều Mỹ, tên Việt Nam là Lê Vân, tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay, tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt thì bà chỉ phập một phát tôi lần lội đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Kể từ giờ phút này thằng nào mà động vào Quan Tài là bà sẽ cho vào nằm trong Quan Tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tiêu tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé. Mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năng nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sồng sộc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia. Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố không nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có hai mươi mấy cây vàng nó mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, rồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê xong hết. Cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Mau.
bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhé. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiều, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10.000 đấy nhá. À, 10.000 đô thôi con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À, mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi, 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử còn sớm rồi. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á thì bình yên, còn lô á bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, 100 năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quơ, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quơ chết liền á. Để con. Em, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1.8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 gram, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên ta phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày nghe em gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im. Thiệt là tin đi. Lấy con ngựa. Im. Let me check. Lô mà thốt. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Phai lô lì. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah!
có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba. Có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, gái ghen gái mới yêu chồng, vợ thương chồng lắm đây. Ấy mấy thời vợ ghen, ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua, ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cứ giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh. Rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. À. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn cái chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức ừ, lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống bỏ. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên giờ phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa, quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không, mày sao? Quê quá, quá tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao. Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không, thấy sai lầm không, thấy sai lầm chưa, càng có chồng càng diễn, đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không. Còn chị Trinh,
Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi chút xíu nào hết. Đẹp hơn ngày xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á. Tại vì dữ quá. Cái gì mà dữ, vậy mà dữ, vậy cứ dữ, em có dữ quá gì? Gì mà dữ? Còn mày, mày hiền quá ha. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không, 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 mà tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? À, tôi hơn bạn mật à. Hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng, nhưng mà em có người yêu. Chồng chi? Đó, chồng như thế không? Nó khổ ghê không? Đó, chồng thôi, là chi? Em nói chị nghe nè, nó nghe nè. Người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à. Nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi. Thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi, thôi lụm ơi. Tao nói mày nghe nè, bây giờ tao... Cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À. Biết. Con nhỏ rap, rap đó phải không? Rapper, rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj còn. Xin tự giới thiệu. Em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy sợ. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè. Gì? Cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây, vô đây, mời 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 vô, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày ra đời sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày sao sao mày gia đình chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời. Thôi cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy không sao đâu. Mày vẫn nó đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen, mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà, tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không có nó tỉnh dậy mày mới không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi vậy nè, hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Rồi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu Liễu. Rồi uống rượu quen thói quen, thói quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha. Thôi sao đây? Giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ông tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì?
Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì. Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi gọi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì? Tự nhiên người ta rút lui. Đó, cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa, ăn chiều rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi. Vậy là bà là không người biết điều. Thôi thôi, ôi, cách này không được đâu mẹ ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống nghe tao nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động, biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha, đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó. Ồ, thấy chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Ừ. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê, như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Ờ đúng. Ê, rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy giờ mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời ơi, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê, cái quán cà phê, xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, tao thấy rồi, thằng Cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho coi hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay. Ủa quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra trời ơi, cái này sao Liễu ơi, chắc tao xỉu đâu, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, tao xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody. Hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey. Ayà. Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ ơi. Giật bẻ. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chỉ uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá,
Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, lên nó so happy, giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giò. Ồ. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm, bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người. Rất thành công. Được được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá. Ai dạ, vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu anh. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ 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 dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Sốc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á? Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em. Bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được, được rồi, được. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha. Em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha. Đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này về sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán bao nhiêu nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sửa soạn. Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Thay thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà có đồ vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm cái gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá, còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Vô. Chưa. Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em lại. Em thử chói anh coi nha.
Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ đem vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây đây đây, đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mần việc. Đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái. I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Thì cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy gì liễu vậy gì đi với ai tới đây vậy. Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu. Ra đi má ơi. À bớt hồn tắt bò hôi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu gì chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó, tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à. Quậy banh cái gia đình luôn á. Mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy. Đừng. Ủa? Ồ. Hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không? Được. Em muốn đi đâu anh chở em đi. Miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hai. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ. Mình. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi hay là mình đi kéo máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi thích quá thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Rồi đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây. Tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình ơi. Hét. Hét cái gì mà hét? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn. Đứng ở đó đây. Nhìn đây. Bye. Ê. Trời ơi. Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hét. Hả?
Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, để vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.